chào đến ai vì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Đâu chị? Trong vang. Rồi ok, vang thì đơn giản. Dù được tình yêu muôn khó khăn, và một khi anh biết em không được may mắn, chỉ cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì đã yêu thương thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày khác. Thì anh tắt đi giúp em nhé. Thì anh xoáy ra thì anh biết rồi đúng không ạ? Anh xoáy ra giúp em đấy. Pin này là pin không sạc. Đây, anh cứ không không. Đấy, rồi ok. Thì anh cứ tháo ra những cái này ra. Lúc nào hát thì lắp vào. Đúng ạ. Anh có thấy không? Cái pin này nhanh hết lắm. Nếu mà dùng pin sạc ạ, mình có thể dùng pin sạc. Pin sạc em có bán ạ. À, tí nữa em sẽ ấy sau ạ. Đây bây giờ em hướng dẫn cho cái đĩa này vào trước anh nhé. Đấy rồi, anh khóa vào đi. Đấy, và lưu ý cho em là mic thì khi mình hát ấy mình không nên dí mic vào loa. Rồi, okay. Đấy, nó dí mic vào loa nó sẽ hú. Đó, thế là xong. Bây giờ còn sang cái bộ phần máy này anh nhá. Phần máy này thì khi mà xong ấy thì anh khóa hết vào cho em như này. Khóa hết. Xong anh tắt. Đó, okay. Xong anh tắt. Mà tốt nhất là anh nên thiết kế cho em một cái ổ nó có công tắc. Vâng, dập phát là xong. Đấy, còn đâu khi mà xong thì chúng ta cái này là mình không dập được công tắc này. Thì mình cứ bật lên như này. Xong mình để lên 12 giờ. Đó, là xong. Gần 12 giờ thôi. Đấy, vì cái loa của mình thì nó hơi yếu. Cái loa này hơi yếu. Đấy, thì mình để gần 12 giờ như này. Đấy, xong thì mình khóa vào. Bình thường mình sẽ để này lên. Đó, cho mình hát bình thường. Đó, thế là xong thôi. Anh gửi luôn cái clip đấy vào cho em ở Zalo. Ok. Tiếm bắn aerobe cho anh luôn. Vâng. Gửi luôn Zalo, Zalo em nhận link rồi. Rồi ok. Đấy anh thấy không? Tắt nhá. Tắt đây nhá. Rồi. Còn anh tốt nhất là anh làm cái công tắc dập. Dập đấy, bật đằng sau này. Đấy, nó tự loát, anh sẽ chọn chế độ ở trên cái điều khiển của mình. Rồi. Đấy. Xong bật này. Đấy. Đặt chị như thế thì đúng là không biết gì bằng. Ok chưa? Rồi. Rất vấn vẩn. Đúng rồi. Không phải TV thì chị có thể tắt TV đi. À có thể là cho nhỏ âm thanh trên TV xuống. Không muốn bật loa thì muốn nghe. Thì tắt cái này đi thôi. Vâng, thì tắt cái này bình thường là mình vẫn nghe được mà. Bây giờ vợ bật tiếng lên là đúng rồi. Nó nghe được không? Cho bật tiếng lên là nghe được. Đấy, thế là ok. Đó. Đơn giản thôi cái này.